thành Cát Tư Hãn và đế quốc Mông Cổ, đế chế vĩ đại nhất trong lịch sử. Audiobook Tinh Hoa Nhân Loại xin mến chào quý thính giả. Trước khi vào video, Audiobook Tinh Hoa Nhân Loại xin phép quý thính giả bớt ra một giây để đăng ký kênh. Lượt đăng ký của quý thính giả tuy không tốn quá nhiều thời gian, nhưng chính là tiếp thêm động lực cho Audiobook Tinh Hoa Nhân Loại ra những video tiếp theo. Cảm ơn quý thính giả. 1. Lược sử xứ Mạc Bắc. Những cổ thư của Trung Hoa ít khi nhắc đến địa danh Mạc Bắc. Xứ Mạc Bắc là miền đất nằm ở phía bắc sa mạc. Sa mạc nói đến ở đây là sa mạc Qua Bích, theo nghĩa Mông Cổ là nơi trống rỗng. Bởi vậy, định được địa giới của xứ sở bát ngát này không phải là dễ. Đại khái thì xứ Mạc Bắc phía đông sát tới biển Thái Bình bao la, phía tây tới sông Obe hoặc sông Erec, phía bắc tiếp giáp với miền băng giá quanh năm tuyết phủ, mênh mông vô tận và vô chủ, ngày nay gọi là Tây Bá Lợi Á hoặc Siberia. Phía nam là sa mạc Qua Bích khô cằn, nóng lạnh thất thường, với khoảng chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm rất cao. Xứ này có nhiều thảo nguyên kế tiếp nhau, rất thuận lợi cho việc di chuyển trên lưng ngựa. Vì vậy, người dân xứ này, nam cũng như nữ, cưỡi ngựa giỏi vào bậc nhất nhân loại. Họ là dân du mục, nay đây mai đó, sinh sống bằng nghề chăn nuôi gia súc như bò, cừu, lạc đà, ngựa. Nơi nào có cỏ cho gia súc ăn thì họ tới, nơi nào hết cỏ thì họ bỏ đi. Thời xưa, họ nuôi rất nhiều ngựa, bán cho người Tàu được nhiều tiền. Họ quen uống sữa tươi và máu tươi gia súc, ăn thịt, rất ít ăn tinh bột và rau quả. Cư dân xứ Mạc Bắc có thể tạm chia làm ba tộc: tộc Mãn Châu ở miền Đông, tộc Mông Cổ ở miền Trung và tộc Đột Quyết còn gọi là Thổ ở miền Tây. Một thi sĩ Việt Nam nổi tiếng thời tiền chiến là Xuân Diệu đã ca ngợi thân mình óng ả của con gái Mạc Bắc bằng câu thơ "Ta yêu ly cơ hình nhịp nhàng". Xưa kia, họ chưa có quốc gia. Họ tổ chức thành những bộ lạc mà những ông tù trưởng có rất nhiều quyền, kể cả quyền sinh sát. Họ giành giật nhau những cánh đồng cỏ, cho nên chiến tranh xảy ra liên miên trên xứ sở này. Họ sống xen kẽ nhau, gần như lẫn lộn với nhau, nhất là người Mông Cổ và người Đột Quyết, cho nên cũng rất khó phân biệt. Ngôn ngữ của người Mông Cổ và ngôn ngữ của người Đột Quyết lại cũng rất gần nhau nên càng khó phân biệt. Người Mông Cổ không có chữ viết, phải mượn chữ viết của người Duy Ngô Nhĩ, một bộ lạc tộc Đột Quyết, để ghi chép sổ sách. Bởi vậy, có nhiều người đã ép hai tộc Thổ và Mông Cổ làm một và gọi là tộc Thổ Mông. Ngay từ thời cổ đại, người Tàu đã có thói cao ngạo, tự cho mình là văn minh nhất, là cái rốn vũ trụ, là ở trung tâm, trung, là đẹp nhất, hoa, và coi những dị tộc chung quanh đều là dợ, tứ di, bắc địch, nam man, đông di, tây nhung. Họ gọi chung những ngoại tộc phương Bắc này là những dợ bắc địch, sau gọi chung là hung nô, là thắt đát, và người châu Âu phiên âm là hun, là tát ta. Họ cũng còn dùng danh từ riêng hồ để gọi những tộc người này. Danh từ riêng ấy được người Tàu dùng ngay từ thời cổ đại trong một chủ trương hết sức hiểm độc, dĩ di diệt dĩ di diệt hồ, lấy người di diệt người lấy người di diệt người hồ. Vào thời cổ đại, địa bàn của người Mông Cổ nằm ở quãng giữa xứ Mạc Bắc, rộng lớn hơn bây giờ, còn bao gồm cả vùng trung lưu sông Hắc Long ở phía đông, vùng núi A Nhĩ Thái ở phía tây, toàn bộ sa mạc Qua Bích ở phía nam, còn phía bắc thì tiếp giáp với miền băng tuyết hoang vu. Hồ Bối Gia Nhĩ nằm ở quãng giữa xứ. Vào năm 209 trước công nguyên, xứ Mông Cổ có tên là Khủn Nữ, dưới quyền cai trị của Modwin Seniu, vua Modwin, địch thủ hùng cường nhất của người Tàu. Những nước của người Tàu ở mạn ấy sợ người Hồ đánh phá, phải xây thành cao để ngăn chặn. Về sau, khi thống nhất được nước Trung Hoa năm 221 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng cho nối những quãng thành cao ấy với nhau để thành ra Vạn Lý Trường Thành. Rồi sau nữa, khoảng từ thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 17, nhà Minh tu bổ thêm. Từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, người Đột Quyết nổi trội hơn cả ở xứ Mạc Bắc. Cũng khoảng thời gian này, vua Hán Vũ Đế, năm 140 đến năm 86, một chuyên viên đi thu gom đất đai, chiếm miền đất nằm ở phía nam sa mạc Qua Bích của người Khun mà lập ra quận Sóc Phương. Từ thế kỷ thứ nhất sau công nguyên đến thế kỷ thứ tư, người Mãn Châu Tiên Ti kiểm soát miền đông xứ Mạc Bắc. Miền Tây là đất của Adelaide. Ông chúa hung nô này có lẽ là người Đột Quyết mang quân sang tận Đông Âu, chiếm đóng đồng bằng Pannoni, nay gọi là Hung Gia Lợi. Năm 441, Adelaide xâm lăng đế quốc Đông La Mã, tàn phá bán đảo Ba Nhĩ Cán. Năm 451 vượt sông Rin đánh vào Pháp nhưng bị thua liên quân La Mã, Burgunder, French, Viriade trên những cánh đồng Catalonic
ở miền Sâm Panh bây giờ. Năm sau, ông định đánh thành La Mã, Rome, nhưng đã bị giáo hoàng Leon Le Grand thuyết phục bằng việc nộp cống phẩm. Ông chúa Hung Nô bằng lòng nhận cống phẩm và rút quân, quay về Pannoni và năm 453 chết thình lình. Vào hai thế kỷ thứ 5 và thứ 6, người Mông Cổ Juan Juan làm bá chủ xứ Mạc Bắc từ năm 552 đến năm 920. Người đột quyết yết chiếm ưu thế ở miền Tây. Vào hai thế kỷ thứ 7 và thứ 8, đất Mông Cổ là thuộc địa của nhà Đường nước Tàu. Từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 12, người Mãn Châu Khiết Đan lãnh đạo, lập ra nước Liêu, kế tới là người Mãn Châu Nữ Chân đứng đầu, lập ra nước Kim. Năm 1206, Thiết Mộc Chân thống nhất được các bộ lạc Mông Cổ, rồi gần hết các bộ lạc ở Mạc Bắc. Ông, rồi các con, các cháu mang quân đi đánh phá Đông Bắc Á, Trung Á, Tây Nam Á, Đông Âu, rồi chiếm toàn bộ nước Trung Hoa, dựng nên một đế quốc rộng lớn từ trước chưa từng có. Đế quốc đó được chia làm bốn nước, một Hán quốc, nước nhỏ, ở Trung Á, một Hán quốc ở Tây Nam Á, một Hán quốc ở Đông Âu và một Đại Hán quốc, nước lớn, ở Đông Bắc Á. Người Mông Cổ thống trị không đông, bị loãng trong những đám dân bản xứ bị trị. Rồi khi những dân bị trị giành được độc lập thì người Mông Cổ bị tan biến dễ dàng vào đám người bản địa, đến nay hầu như không còn để lại vết tích nào đáng kể. Ngày nay, chỉ ở chính nước Mông Cổ, nghĩa là ở xứ ngoại Mông, người ta mới có thể gặp những người Mông Cổ thuần chủng. Vào thế kỷ thứ 15, nhà Minh bên Tàu nhiều lần mang quân lên xâm lăng xứ Mông Cổ. Từ năm 1583 đến năm 1757, xứ Mông Cổ phân hóa bị rơi dần vào quỹ đạo Tàu. Những nông dân Tàu lấn chiếm dần đất đai miền Đông Nam Mông Cổ và năm 1636, triều đại Mãn Thanh chính thức sắp nhập miền này vào bản đồ nước Tàu với tên là Nội Mông. Đến năm 1691, nhà Thanh lại khuyến khích nông dân Tàu đến lập nghiệp ở miền Tây Bắc mà triều đại này gọi là Ngoại Mông. Nhưng người Nga cũng đến ở miền Tây Bắc này khá đông và ảnh hưởng của họ ở đó khá đậm. Ngày cách mạng Tân Hợi ở Tàu ngày 1 tháng 12 năm 1911 thành công, triều đại Mãn Thanh bị lật đổ, xứ Ngoại Mông tuyên bố độc lập. Năm 1917, cách mạng vô sản Nga bùng nổ. Năm 1919, nội chiến giữa Nga Trắng Bảo Hoàng và Nga Đỏ Bôn, Sevit tràn vào xứ Ngoại Mông, đến năm 1921 mới chấm dứt. Nga Đỏ toàn thắng, lập Liên bang Xô Viết, Liên Xô. Tháng 7 năm ấy, Sao Khê Bây Tờ được Liên Xô giúp đỡ, thành lập chính phủ cách mệnh, rồi năm 1924, tuyên bố sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ, do Đảng Cộng sản Mông Cổ lãnh đạo, thủ đô đặt ở Ulaanbaatar. Nước này có diện tích là 1.565.000 cây số vuông, nước Việt Nam 334.000 CSV, dân số là 1.900.000 người, mật độ là 1,2 CSV. Năm 1961, Mông Cổ được gia nhập Liên Hiệp Quốc và đến năm 1987 được hơn 100 quốc gia công nhận, kể cả Hoa Kỳ. Năm 1990, Đảng Cộng sản Mông Cổ trao quyền lại cho chính phủ. Tháng 2 năm 1992, Hiến pháp mới được ban hành, giải tán nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ, lập nền Cộng hòa Mông Cổ. Nhưng vẫn do Đảng Cách mệnh Nhân dân Mông Cổ, MPRP, tên mới của Đảng Cộng sản Mông Cổ, cai trị. Trong cuộc bầu cử năm 1996, Đảng Dân chủ Mông Cổ thắng thế. Nhưng trong cuộc bầu cử năm 2000, Đảng MPRP lấy lại quyền. Cuộc bầu cử năm 2004 đưa đến Liên minh MPRP và MDC, Magellan Democratic Coalition, Liên minh Tổ quốc Dân chủ, bầu Nay Sayrin Bega Bản Dị làm Tổng thống. Người Mông Cổ bước dần vào thể chế dân chủ. Còn khu Nội Mông thì từ năm 1949 trở thành khu tự trị trong nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thủ phủ là Hau Hè Hột. Ở nơi này, người Mông Cổ là thiểu số trên chính quê hương mình. Ngày nay, người Mông Cổ ở đấy sống trong cảnh cơ hàn, tương lai mù mịt, luyến tiếc, đau buồn với những kỷ niệm huy hoàng, vẻ vang thời oanh liệt. 2. Tình thế nước Trung Hoa ở thế kỷ 12. Năm 960, nhà Tống thống nhất Trung Nguyên. Nhưng chẳng được bao lâu, những dợ chung quanh mạnh lên, áp chế cả thiên tử. Thuở ấy, các nước dợ mạnh đáng kể là Đại Hạ, Liêu, có nghĩa là sắt, kim, có nghĩa là vàng, và Tây Liêu. Ở thế kỷ thứ 10, một tiểu quốc của người Tây Nhung, chính xác là của người Pô Ba thuộc tộc Tạng ở miền đông bắc xứ Tây Tạng, cường thịnh lên, lấy quốc hiệu là Tây Hạ. Năm 982, Hạ quốc Công Lý Kỳ Thiên mở mang bờ cõi đến Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây bây giờ, đổi quốc hiệu là Đại Hạ,
đóng đô ở Hạ Châu, tức là thành Ngân Xuyên bây giờ, thủ phủ của khu tự trị Ninh Hạ ngày nay. Nước Đại Hạ nằm ở phía chính nam khu vực của người Mông Cổ. Nước này có khoảng 5 triệu dân, sản xuất vải, lụa rất đẹp. Vua Đại Hạ có quân đội đóng tại những ốc đảo, nơi có cây xanh, có nước ngọt giữa sa mạc mênh mông khô cằn trên con đường tơ lụa, đánh thuế các đoàn khách thương. Đó là một nguồn lợi quan trọng của nước này. Thời đó, người Khiết Đan thuộc tộc Mãn thành lập ở phía đông bắc Trung Nguyên của nhà Tống một quốc gia rộng lớn gọi là Liêu. Đại Hạ liên kết với Liêu cùng tấn công Trung Nguyên. Nhà Tống yếu thế, hàng năm phải nộp cống bằng vàng bạc cho cả hai nước để cầu hòa. Năm 1115, trong nội bộ nước Liêu, nhóm bộ lạc nữ chân tách ra thành lập nước Kim. Lúc đầu kinh đô đặt ở Trung Đô, Bắc Kinh bây giờ, sau Thiên về Khai Phong. Năm 1124, Tống và Kim hợp tác diệt Liêu. Nhưng sau đó vua Tống Hy Tông lại phải nộp cống cho Kim, và Đại Hạ cũng mất đồng minh luôn. Năm 1126, người Kim diệt nhà Tống ở Hoa Bắc. Người Kim đi chinh phục các xứ chung quanh và nước Kim trở thành một nước rất lớn, bao gồm toàn bộ Mãn Châu và Triều Tiên, gần hết Hoa Bắc bây giờ. Nước Kim nằm ở phía đông nam khu vực của người Mông Cổ. Thời bấy giờ mà nước này đã có tới 20 triệu dân, 600.000 quân, phần lớn đóng ở phía nam, nơi giáp với nước Nam Tống. Nước này của người Tàu, do con cháu nhà Tống, sau khi thua người Kim, chạy xuống phương nam lập ra. Năm 1127, kinh đô là thành Hàng Châu. Phía tây khu vực của người Mông Cổ là nước Tây Liêu, địa bàn là khu Tân Cương của Trung Hoa và nước Kazakhstan bây giờ. Kinh đô là Hổ Tư Hoát Nhĩ Đoá. Cư dân ở đây là người Duy Ngô Nhĩ, một ngành của giống Đột Quyết, theo đạo Hồi. 3. Thành Cát Tư Hán gây dựng binh lực Mông Cổ. Khoảng năm 1165, bên bờ sông Ơn Ớn Gôn, một chi lưu của sông Hắc Long Giang, thuộc xứ sở của người Mông Cổ, vợ của tù trưởng bộ lạc Khan Kha, một bộ lạc nhỏ, sinh ra một bé trai đặt tên là Temujin, phiên âm ra tiếng Tàu rồi đọc theo âm Hán Việt là Thiết Mộc Chân. Đứa bé này tính nết hung tợn, nhưng có nhiều mưu lược và tài lãnh đạo. Người cha chiếm đoạt một bảo vật nào đó, bị chủ nhân của bảo vật mưu hại bằng thuốc độc. Mồ côi cha từ thuở lên chín, lúc thiếu thời, Thiết Mộc Chân cùng em ruột săn bẫy thỏ, đánh bắt cá để sinh nhai. Mẹ hái rau, hái quả nuôi gia đình. Lúc trưởng thành, Thiết Mộc Chân đứng lên ra sức mưu đồ thống nhất các bộ lạc sinh sống rời rạc. Lúc bấy giờ, dân Mông Cổ có khoảng 30 bộ lạc. Năm 1206, Thiết Mộc Chân được các tù trưởng công nhận là chúa. Người Mông Cổ tôn là Genghis Khan, tức là Thành Cát Tư Hán. Từ ngữ Khan của người Mông Cổ có nghĩa là vua, là chúa. Người Tàu đọc trại ra, rồi người Việt đọc theo âm Hán Việt là Hán. Trong vòng 3 năm, từ năm 1206 đến năm 1209, Thành Cát Tư Hán không những đã thống nhất được người Mông Cổ, mà còn thống nhất được hầu hết các bộ lạc sinh sống ở miền Mạc Bắc. Và cũng trong thời gian này, ông đã thành lập được đội quân Mạc Bắc hùng mạnh mà nòng cốt là người Mông Cổ. Quân Mông Cổ không đông, không lúc nào trên 110.000 người. Hầu như họ đánh đâu thắng đấy, lập nên một đế quốc rộng lớn và bậc nhất nhân loại, có chăng chỉ thua đế quốc Anh Cát Lợi ở thế kỷ thứ 19. Sở dĩ họ lập được kỳ tích này là nhờ vào những chiến thuật, chiến lược và những đặc tính văn hóa sau đây. Quân của họ chủ yếu là kỵ binh. Họ trang bị đầy đủ nhưng nhẹ nhàng nên dễ xoay trở. Đầu họ đội mũ sắt, thân mặc áo giáp bằng da ngựa ngâm nước tiểu ngựa thành da rất cứng, tên bắn không thủng, dao chém không rách, nhẹ hơn giáp sắt và giáp lưới sắt của châu Âu. Tay trái cầm mộc nhỏ, tay phải cầm giáo để đâm hoặc kích để vừa đâm vừa móc. Hông đeo cung đựng trong một cái túi, lưng đeo một hai bị tên, chân đi ủng có ghép những mảnh sắt. Họ có tài phi ngựa. Ngựa Mông Cổ tuy nhỏ nhưng rất khỏe, nhanh và dai sức. Yên ngựa có gắn thêm hai bàn đạp tròn như cái đĩa mà thời ấy chưa có dân tộc nào khác biết sử dụng. Ngồi trên mình ngựa mà hai chân đặt lên hai bàn đạp thì thế ngồi rất vững vàng, tạo ra sự nhanh nhẹn và sức mạnh khi giao chiến. Họ bắn tên bằng cung rất tài, cả nam lẫn nữ. Họ vừa phi ngựa, vừa dương cung bắn tên về phía trước hoặc ngoái lại bắn về phía sau rất trúng, rất nhanh, có thể bắn 6 mũi trong một phút. Tên có mấy loại, đều có mũi bằng sắt, có loại mũi nhọn như cái rùi, có loại mũi bẹt sắc như dao, có loại mũi tù được đục hai ba lỗ thủng nên khi phóng ra thì gây tiếng hú rợn người để uy hiếp tinh thần quân địch. Cung làm bằng gỗ gắn thêm những mảnh xương súc vật, dây cung làm bằng gân bò, gân ngựa. Quân chia ra thành đội, mỗi đội 10 người, 10 đội là một đoàn 100 người, đại đơn vị là sư, có 10.000 người. Lúc lập các đơn vị,
người các bộ lạc trộn lẫn với nhau để tránh sự thông đồng tạo ra phản loạn hoặc bất tuân thượng lệnh. Kỷ luật quân đội là kỷ luật thép, cưỡng lệnh cấp trên là xử tử liền tại chỗ. Chiến sĩ Mông Cổ bản tính hiếu chiến và rất ác, không biết động lòng thương xót là gì. Họ tàn sát hầu hết kẻ bại trận, không mấy khi tha mạng, chỉ trừ những thợ khéo bắt về để xây những kiến trúc hoặc bắt nô lệ. Phụ nữ bên bại trận thì bắt đi làm bia đỡ đạn. Tiếng hung bạo đã được loan truyền sang tận châu Âu đến nỗi người Âu đã phải thốt ra, cỏ không mọc được dưới vó ngựa hung nô. Khi chuyển quân, phụ nữ lùa gia súc đi cùng, hai bên có quân lính đi bảo vệ. Đoàn gia súc cũng là lương thực thực phẩm, sữa tươi và máu tươi để uống, thịt để ăn. Khi kết liễu một trận đánh, phụ nữ đi thu dọn chiến trường, thu chiến lợi phẩm, giết những thương binh địch. Họ chỉ có hai chiến thuật đơn giản nhưng hiệu nghiệm. Chiến thuật thứ nhất là bất chợt họ phi ngựa tới, chém giết, đốt phá. Bên địch chưa kịp đánh trả thì họ đã phi ngựa đi. Dù muốn đuổi theo cũng không kịp nữa. Rồi họ quay lại quyết định chiến trường. Chiến thuật thứ hai là giả vờ thua chạy rồi bất thần quay lại phản công. Cả hai chiến thuật này đều làm cho hàng ngũ địch mất tinh thần, rối loạn. Nhiều tù trưởng các bộ lạc ở hoang mạc, ở thảo nguyên đã bị thua bởi chiến thuật thứ nhất và nhiều tướng lãnh Đông Âu đã bị thua bởi chiến thuật thứ hai. Sau 18 năm chinh chiến, người Mông Cổ đã học được nhiều điều ở những dân bại trận, cách chế tạo cần bắn đá của người Tây Á, dùng thuốc súng làm vỡ các tường thành của người Tàu, nhưng chưa biết dùng súng bắn đạn, dùng những ống đồng để ném các chất cháy sang thuyền địch của người Cận Đông. Vì vậy, binh lực của họ còn mạnh hơn trước. Về việc sử dụng cần bắn đá, nhiều khi họ bắn vào thành địch cả đạn lửa, xác súc vật hoặc xác người đã giữa thối để gây những bệnh dịch. 4. Thành Cát Tư Hán và cuộc viễn chinh. Năm 1209, Thành Cát Tư Hán bắt đầu xuất quân. Những cuộc hành quân của ông có thể được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất 6 năm 1209 đến 1215 đánh Đông Bắc Á. Giai đoạn thứ nhì 7 năm 1218 đến 1225 đánh Trung Á, Tây Nam Á và Đông Âu. Giai đoạn thứ 3 2 năm 1226 đến 1227 đánh tiếp Đông Bắc Á. Năm 1209, Thành Cát Tư Hán xuất quân đánh nước Đại Hà. Muốn đánh nước này thì quân Mông Cổ phải đi băng qua sa mạc qua bích. Việc này không khó đối với kỵ binh Mông Cổ. Nhưng muốn vào nước này thì phải vượt qua một cái đèo có quân Đại Hà đóng ở đó. Thành Cát Tư Hán không vượt qua nổi, bèn lập mưu giả vờ rút lui. Quân Đại Hà đuổi theo. Quân Mông Cổ quay lại phản công, bắt được tướng địch. Vua Đại Hà phải điều đình, dâng gái đẹp và châu báu và hẹn hàng năm triều cống. Quân Mông Cổ rút lui. Năm 1211, Thành Cát Tư Hán dẫn 70.000 kỵ binh vượt vạn lý Trường Thành sang đánh nước Kim. Lúc đó Trường Thành không kiên cố như sau này khi nhà Minh tu bổ lại nên vượt qua cũng không khó khăn lắm. Quân Mông Cổ đến chân thành Khai Phong nhưng không đánh thành mà lại đi ngược lên đánh kinh đô nước Kim là thành Trung Đô, Bắc Kinh bây giờ. Trung Đô kiên cố, cao tới 12 mét, đánh không nổi, quân Mông Cổ bèn cướp phá vùng phụ cận cho thỏa thích. Năm 1214, Thành Cát Tư Hán trở lại. Lần này có mang theo cần ném đá có khả năng ném những tảng đá nặng 50 kg để phá tường thành. Nhưng dụng cụ tối tân này không cần dùng tới vì nội bộ Kim lủng củng. Vua Kim xin điều đình, dâng công chúa và châu báu. Quân Mông Cổ rút lui. Triều đình Kim rời đô về Khai Phong. Năm 1215, quân Mông Cổ lại vây Trung Đô. Dân trong thành đói ăn, mở cửa thành xin hàng. Quân Mông Cổ vào thành, đốt phá, cướp bóc, giết người, hãm hiếp tàn bạo. Nước Cao Câu Ly, một quốc gia ở Bắc Bộ bán đảo Triều Tiên và một phần xứ Mãn Châu bây giờ, khiếp sợ, phái người sang xin triều cống, được ưng thuận. Thành Cát Tư Hán khinh người Tàu, khinh nông nghiệp, coi là hèn nhược, muốn giết hết nông dân, đổi ruộng thành đồng cỏ để có chỗ nuôi gia súc. Rất may lúc đó vua Mông Cổ có một người cận thần Mãn Châu tên là Gia Luật Sở Tài ngỏ lời hơn thiệt khuyên bảo. Thành Cát Tư Hán nghe ra tai, ngưng việc chém giết. Người cố vấn này được tin dùng cho đến khi chết vào năm 1244. Năm 1218, một đại tướng Mông Cổ tên là Jebe được lệnh của Thành Cát Tư Hãn mang 20.000 kỵ binh đi về hướng Tây đánh nước Tây Liêu, nay là miền Tấn Nu Tua Va trong Liên bang Nga. Nguyên lúc trước, vua nước này tên là Kuchlak đã có lần xâm phạm đất Mông Cổ, bị Thành Cát Tư Hãn đánh bại. Nay củng cố binh lực, liên kết với các nước khác để phục thù. Dân Tây Liêu theo đạo Hồi mà Kuchlak lại cấm đạo này, giết một thầy giảng đạo, Iman. Khi nghe tin quân Mông Cổ sắp tới thì dân chúng vui mừng. Quân Mông Cổ thắng ngay, chặt đầu Kuchlak.
Quá về phía tây có nước Khwarizm, nay là nước Uzbekistan, kinh đô là Samarkand, rất giàu. Thành Cát Tư Hãn muốn kết thân và giao dịch thương mại, sai một phái đoàn nhiều người gồm sứ thần và 450 nhà buôn mang nhiều đồ quý giá đến biếu vua nước ấy là Sa Muhammad. Đi đến biên giới, phái đoàn bị viên quan cai trị tên là Ino Chắc nghi ngờ là gián điệp, bắt giam rồi giết. Ông phái sứ thần đến đòi trừng phạt viên quan nọ. Muhammad đã không trừng phạt thuộc hạ, lại còn giết sứ thần, chém đầu mang trả Thành Cát Tư Hãn. Năm 1219, quân Mông Cổ kéo sang. Muhammad có 400.000 quân nhưng không trung thành lắm và dân trong nước cũng không ưa vì siêu cao thuế nặng. Mặc dầu quân ít, Thành Cát Tư Hãn vẫn chia quân làm hai đạo. Một đạo đi Samarkand rồi đi Bukhara. Một đạo vây thành Úc A mà tướng giữ thành lại chính là Ino Chắc. Quân Mông Cổ dùng cần ném đá ném vào thành đạn lửa làm bằng diêm sinh, dầu hỏa và tiêu thạch, xeo pe khẻ. Ino Chắc giữ thành được hơn một tháng rồi tử trận. Thành bị san thành bình địa, các thợ khéo bị đưa về Mông Cổ. Samarkand và Bukhara đều nằm trên con đường tơ lụa, mở cổng thành đón quân Mông Cổ. Thành Cát Tư Hãn vào thành ngồi uống rượu và nghe nhạc, rồi cho phép lính được tự do cướp bóc, đốt phá, hãm hiếp. Năm 1220, đạo quân ở Úc A lại đi về hướng Tây, tới thị trấn Urgency nằm. Trên con đường tơ lụa, vẫn trong nước Uzbekistan, trên bờ sông Amudaria, phía nam biển Aran. Ở đấy diễn ra một trận đánh rất hung bạo. Người ta nói rằng có tới 100.000 người giữ thành bị giết. Quân Mông Cổ đảo kinh, phá đê dẫn nước vào tràn ngập đống gạch vụn. Rồi quân Mông Cổ đi về hướng nam, đánh phá thành Merv thuộc nước nay gọi là Turkmenistan. Tục truyền rằng trong đống gạch vụn, một nhà tu hành đạo hồi đến xác chết trong 13 ngày chưa hết, ước lượng rằng có đến 1.300.000 cái thây. Thành BALK trong nước nay gọi là Afghanistan cũng chung số phận, già trẻ lớn bé đều bị bắt xếp hàng 10, hàng 100 như quân đội. Rồi lính Mông Cổ cầm dao, cầm giáo giết từng loạt rất có quy củ. Có một chuyện ngoại lệ xảy ra ở thành Herat cũng thuộc nước nay là Afghanistan. Năm 1221, quân Mông Cổ hạ thành này, tha mạng cho nhiều người. Lúc đạo quân bỏ đi, chỉ để lại một ít quân giữ thành. Dân địa phương đã nổi dậy giết đám quân giữ thành. Khi quân Mông Cổ trở lại, chuyện gì xảy ra, tất nhiên ai cũng biết. Năm 1221, Thành Cát Tư Hãn sai hai đại tướng Jebe và Sư Đệ Bây dẫn 20.000 quân tới biển Lý Hải, Mơ Caspian, đi vòng sang bờ phía tây. Có hai đạo quân sứ dốc ré ra nghênh chiến, bị thua cả hai. Mùa đông năm ấy, quân Mông Cổ vượt dặn cao ra sách, cầu cây, lọt vào địa bàn của giống người Slep, gặp quân Thổ Nhĩ Kỳ, thuộc giống đột quyết, Tây tiến từ thế kỷ thứ 11. Quân Thổ thua mau và quân Mông Cổ vào các làng cướp phá, hãm hiếp như thường lệ. Thời ấy, người Slep chưa thành lập được những quốc gia lớn mạnh. Họ chỉ có những lãnh địa lớn nhỏ cai quản bởi những lãnh chúa như Rostov, Moscow, Novgorod, nay thuộc Nga, Kiev, nay thuộc Ukraine, Trần Iop, Galicia, nay thuộc Ba Lan. Năm 1223, các ông chúa Slep họp nhau thành lập một đoàn quân gồm 80.000 người. Các ông chúa là tướng mặc giáp lưới sắt nặng nề, theo sau là những toán bộ binh, ra gặp quân Mông Cổ ở bờ sông Kanka. Kỵ binh tiên phong Mông Cổ cầm cung bắn vái tên lên đầy trời. Một số tướng Slep dẫn quân tiến lên đánh. Quân Mông Cổ bỏ chạy rồi biến mất trong màn khói mù mịt mà quân Mông Cổ đốt phân ngựa trộn dầu hỏa tạo nên. Sau đó, quân Slep thấy sau màn khói không phải là toán kỵ binh cầm cung tên mà là toán kỵ binh cầm giáo, cầm kích đánh giết dữ dội. Quân Slep hoảng loạn, mạnh ai nấy chạy, đại bại. Hai viên tướng Mông Cổ Jebe và Sư Đệ Bây ngồi ăn uống trên một cái hòm gỗ, trong đó có nốt ba ông chúa Slep bị bắt. Ba ông này bị ngạt thở chết. Sau trận này, Jebe và Sư Đệ Bây dẫn quân quay về hướng đông, đi về mạn sông Volga, thắng thêm hai trận nữa. Rồi năm 1224 vượt núi Uran, hội quân với Thành Cát Tư Hãn, đi xuyên qua nước này là Kazakhstan. Dọc đường, quân Mông Cổ cướp lương thực, của cải và ngựa của dân bản xứ, đánh tan bất cứ đội quân nào kháng cự lại. Năm 1225, Thành Cát Tư Hãn lên đường về Mông Cổ. Nhưng ông không về thẳng quê mà lại tạt qua thành Hạ Châu, kinh đô của nước Đại Hạ năm 1226 để hỏi tội vua nước này. Nguyên năm 1218, trước khi đi đánh nước Khwarizm, nay là nước Uzbekistan, ông ngỏ lời mượn quân của Đại Hạ. Vua nước này đã không cho mượn lại còn nói ngược ngạo sau đó mà ông để bụng thù.
khi ở phương Tây về quê, ông quyết tiêu diệt nước này. Trong khi vây thành Hạ Châu, ông bị bệnh, qua đời năm 1227, thọ khoảng 60 tuổi. Dù vậy, nước Đại Hạ cũng bị diệt, quân Đại Hạ tan rã, bỏ trốn về Tây Tạng. Quân Mông Cổ bắt mang về nước 30.000 thợ khéo, định xây một kinh đô bền vững tại đất khởi nguyên. 5. Thành Cát Tư Hán và những người kế nghiệp. Thành Cát Tư Hán có 6 người vợ Mông Cổ và không biết bao nhiêu là vương phi người các nước khác, con cái đông vô kể. Trước khi chết, ông đã định rằng sẽ nối nghiệp mình chỉ là 4 người con trai của người vợ cả Mông Cổ tên là Bóp, cưới nhau khi bà này mới 14 tuổi. Đế quốc của ông được chia ra làm 4, 3 Hán quốc ở phương Tây và 1 Đại Hán quốc ở phương Đông, bao gồm đất khởi nguyên Mông Cổ và vùng Đông Bắc Á phần cho người con thứ 3 mà ông cho là tài giỏi hơn cả. Con cháu Thành Cát Tư Hán tiếp tục mở rộng đế quốc Mông Cổ. Khi chọn người thừa kế chức Đại Hán, Thành Cát Tư Hán rất phân vân. Đà Lôi là tướng tài nhưng quá thận trọng và đa nghi. Còn Oa Khoát Đài hơn Đà Lôi về khả năng chính trị. Khi ông băng hà, hoàng tộc bầu cho Đà Lôi vì theo truyền thống Mông Cổ, con út thừa hưởng gia tài. Hơn nữa, Đà Lôi đang nắm quyền lực và quân đội. Nhưng Đà Lôi, theo ý cha, nhường ngôi cho anh là Oa Khoát Đài. Đà Lôi lấy Sogatani Beki sinh được Mông Kha, Hốt Tất Liệt, Arik Bồ Kế, không biết danh xưng Hán Việt là gì, và Húc Liệt Ngột. Sau khi Oa Khoát Đài, rồi con là Quý Do chết, các con của Đà Lôi tranh ngôi với con của Thuật Xích, rồi Hốt Tất Liệt và Arik Bồ Kế lại tranh nhau. 6. Đế quốc Mông Cổ, 3 Hán quốc ở phương Tây. Sau khi Thành Cát Tư Hán mất, quân Mông Cổ lại kéo nhau sang hướng Tây, chiếm đóng các nước mà ông đã đánh bại trong 7 năm viễn chinh trước kia, 1218 đến 1225. Rồi các con ông, các cháu ông mở mang thêm bờ cõi để tạo ra một đế quốc rộng lớn chưa từng có. Đế quốc đó gồm 3 Hán quốc ở phương Tây và 1 Đại Hán quốc ở phương Đông. Hán quốc sát hợp đài ở Trung Á. Năm 1230, quân Mông Cổ đi về hướng Tây Nam sang nước Kyrgyzstan, rồi nước Tajikistan. Hai nước này họp lại thành một nước gọi là Sát Hợp Đài, vua là Sát Hợp Đài, con thứ hai của Thành Cát Tư Hán. Hậu duệ của Sát Hợp Đài không mở rộng thêm lãnh thổ. Năm 1370, vua vùng Gian Sóc Sian là Thiếp Mộc Nhi, Tamerlan, còn gọi là Timurlan, 1336 đến 1405, cũng tự nhận là dòng dõi Thành Cát Tư Hán, đánh diệt Hán quốc Sát Hợp Đài. Hán quốc này tồn tại được 140 năm. Hán quốc Y Nhi ở Tây Nam Á, năm 1231, quân Mông Cổ tiến sang chiếm miền nam nước Ba Tư, Iran, rồi vòng lên phía bắc, chiếm tỉnh Tabriz ở miền nay là Azerbaijan. Hai miền này họp lại thành một nước gọi là Y Nhi, vua là Húc Liệt Ngột, cháu nội thứ tư ngành út của Thành Cát Tư Hán. Năm 1236, Húc Liệt Ngột đánh thành Bát Đa, rồi năm 1238 đánh chiếm hết nước Iraq. Năm 1239, Húc Liệt Ngột mang quân đi đánh hai xứ Syria và Palestine lúc đó đang là thuộc quốc của Thổ Nhĩ Kỳ, bị thua quân Thổ ở bờ biển Địa Trung Hải. Năm 1344, Thiếp Mộc Nhi đánh diệt Hán quốc Y Nhi. Hán quốc này tồn tại được 113 năm. Hán quốc Khâm Sát ở Đông Âu, Thuật Xích là con trưởng của Thành Cát Tư Hán được hưởng nước Kazakhstan. Ông này trao quyền cho con cả là Batu. Năm 1236, Batu dẫn quân sang châu Âu, có lão tướng Sư Đệ Bây đi cùng. Viên tướng này đã cầm quân sang những xứ Slep trong cuộc viễn chinh hồi Thành Cát Tư Hán còn sống. Quân Mông Cổ vượt dãy Uran vào châu Âu, qua sông Volga, sau 5 ngày chiến trận, đại phá quân Nga ở thành Nghệ Gian, nằm ở hướng đông nam thành Moscow, giết hết dân trong thành. Quân Mông Cổ tiếp tục đánh chiếm thành trì của các ông chúa xứ Đông Âu như Moscow, Vladimir, Nga, Kiev, Ukraine, Varsovia, Krakow, Ba Lan, Lienice, Đông Đức, Budapest, Hung Gia Lợi, rồi tiến đến biển Adriatic, tới đâu cũng tàn sát, chỉ tha cho một số để bắt làm nô lệ. Năm 1241, quân Mông Cổ tiến đến sát thành Viên, Áo. May cho thành này là đúng lúc đó có tin là Đại Hán Oa Khoát Đài mất ở Mông Cổ. Batu chờ nghe ngóng tin tức, không tiến quân nữa. Lãnh thổ của Batu gọi là Khâm Sát, Kíp Ắc, Hót Đề O, Golden Hót. Năm 1242, Hán Batu đặt kinh đô ở Sarai, một thành phố nằm bên sông Volga, khí hậu ấm áp. Người Mông Cổ ở Đông Âu sống tách biệt hẳn với người bản xứ. Các lãnh chúa vẫn cai trị dân như trước, chỉ phải nộp thuế cho vua Mông Cổ.
lãnh chúa mà thiếu thuế thì vua Mông Cổ hỏi tội chứ không can thiệp vào nội bộ bản xứ. Vì người Mông Cổ sao nhãng như thế nên các lãnh chúa mới củng cố được thế lực, mở mang được đất đai. Năm 1380, lãnh chúa xứ Moscow là Dmitry Donskoy, 1362-1389, thắng được quân Mông Cổ ở Kolikovo, gần thành Ryazan. Nhưng đấy không phải là một trận đánh quyết định nên người Mông Cổ vẫn cai trị người Đông Âu. Phải đợi đúng 100 năm sau, năm 1480, lãnh chúa xứ Moscow, lúc đó gọi là vua Nga, là Ivan III, 1462-1505, mới tuyên bố không thần phục Hán Mông Cổ nữa. Hán quốc này tồn tại được 250 năm, bền nhất trong bốn nước. 7. Đế quốc Mông Cổ, Đại Hán quốc ở phương Đông. Cho rằng người con thứ ba là Oa Khoát Đại tài giỏi nhất trong bốn người con mà mình đã chọn, Thành Cát Tư Hãn giao cho miền đất quan trọng nhất ở Đông Bắc Á, bao gồm đất Mông Cổ khởi nguyên, đất của người Tao Du, Mãn Châu ngày nay, bán đảo Triều Tiên, nước Đại Hạ, một phần nước Tây Liêu. Năm 1232, Oa Khoát Đại vượt sông Hoàng Hà, đánh kinh đô mới của nước Kim là thành Khai Phong, năm sau thì hạ được thành, vua nước Kim tự sát. Năm 1235, kinh đô của Đại Hán quốc là Karakorum được những thợ khéo xây xong. Cũng năm ấy, Oa Khoát Đại phái hai đạo quân cùng tấn công Nam Tống, đạo thứ nhất đánh vào Tứ Xuyên, chiếm được thành đô, đạo thứ hai đánh xuống Hồ Bắc, chiếm được Tương Dương. Nhưng đến năm 1238 thì quân Nam Tống phản công, lấy lại được cả hai thành, quân Mông Cổ phải rút lui. Năm 1241, Oa Khoát Đại mất, con là Quý Do nối ngôi Đại Hán từ năm 1246 đến khi mất vào năm 1248. Đến đây, ngôi Đại Hán chuyển sang ngành thứ tư, ngành Út. Năm 1251, Mông Kha, người con cả của Đà Lôi, lên nối ngôi Quý Do. Năm 1253, ông sai em ruột là Hốt Tất Liệt mang quân đi đánh nhà Tống. Ông hoàng đệ này lại sai một viên tướng tên là Ngột Lương Hợp Thai đem một đạo quân đi đánh nước Đại Lý, tức là nước Nam Chiếu, ở Vân Nam. Trong vòng 2 tháng, nước Đại Lý mất vào tay hai tướng Mông Cổ là Đường Ngột Ngải và Xích Tu Tử. Rồi tiện đường, năm 1257, Ngột Lương Hợp Thai tiến sâu nữa đánh Đại Việt nhằm mục đích bao vây nhà Nam Tống ở mặt Tây Nam và mặt Nam. Quân Mông Cổ men theo đường sông Thao tỉnh Hưng Hóa, chiếm được kinh đô Thăng Long của Đại Việt, còn thấy xứ Mông Cổ bị xiềng trong ngục. Quân Mông Cổ không chịu nổi mùa nóng tại lưu vực sông Hồng, chết bộn, chưa kịp rút thì đã bị vua Trần Thái Tông, 1225-1258, phản công ở Đông Bộ Đầu, thua to, chạy đến trại Quy Hóa thì bị chủ trại đón đánh. Giặc vội vã rút về Vân Nam, không dám cướp bóc nữa, cho nên được người Việt tặng cho mỹ danh là Giặc Phật. Một cánh quân Mông Cổ khác cũng kéo sang tàn phá thành Pagan của người Miến Điện. Năm 1258, ba đạo quân Mông Cổ lại tấn công Nam Tống. Đạo thứ nhất đánh Tứ Xuyên, bị chống trả rất dữ dội. Đạo thứ hai do đích thân Hốt Tất Liệt chỉ huy đánh Hồ Bắc chiếm được thành Vũ Xương. Đạo thứ ba đánh Hồ Nam chiếm được thành Trường Sa. Năm 1259, trong một trận ở Hồ Nam, Mông Kha bị thương, mấy hôm sau thì mất. Cả ba đạo đều rút lui do việc hai ông hoàng đệ Hốt Tất Liệt và Arik bổ kế tranh nhau ngôi Đại Hán. Đại Lý thừa dịp giành lại độc lập. Hốt Tất Liệt lên ngôi Đại Hán. Ông cho xây lại kinh đô nhà Kim là Trung Đô, sau này là Bắc Kinh. Xong năm 1267 và đặt tên là Đại Đô, rồi Thiên Đô từ Karakorum về đấy. Cũng năm ấy, Hốt Tất Liệt lại tấn công Hà Nam, Hồ Bắc. Quân Nam Tống chống cự mãnh liệt, mãi đến năm 1273, ông mới chiếm được thành Tương Dương trên sông Hán Thủy. Năm 1274 bắt đầu cuộc đại tấn công. Đại tướng Bá Nhan chỉ huy hai đạo quân, một đi đường thủy, một đi đường bộ cùng xuống Giang Tô. Năm 1276, chiếm được kinh đô Hàng Châu của Nam Tống, bắt được vua và hoàng gia. Tướng nhà Nam Tống ở miền Nam sông Dương Tử còn chống cự mãi đến năm 1279 mới thôi. Năm 1351, Hàn Sơn Đồng và Lưu Phúc Thông sáng lập Bạch Liên Giáo, chống lại sự đô hộ của người Mông Cổ. Chỉ vài tháng sau, họ Hàn bị bắt rồi bị xử tử. Họ Lưu dựng cờ khởi nghĩa ở quận Anh Châu, tỉnh An Huy. Quân nổi loạn quấn khăn đỏ trên đầu nên còn được gọi là Hồng Bố Quân. Chả mấy chốc mà quân này có đến 100.000 người, dân chúng hai bên bờ sông Hán Thủy và sông Dương Tử theo về Cảng Đông. Rồi năm 1352, Tử Huy Thọ nổi lên ở Hồ Bắc, chiếm một dải dọc hữu ngạn sông Dương Tử. Năm 1355, Chu Nguyên Chương, một thủ lãnh của Minh Giáo, chiếm được Hàng Châu và nhiều thành quan trọng khác, rồi xông lên chiếm Đại Đô.
vua nhà Nguyên bỏ chạy về Mông Cổ. Họ Chu lập ra nhà Minh 1368-1644. Năm 1271, Hốt Tất Liệt đã tuyên bố thành lập nhà Nguyên. Nhưng sử Trung Hoa chỉ công nhận nhà này từ năm 1280 là năm nhà Tống không còn cầm quyền nữa, đến năm 1368 là năm người Mông Cổ bị đuổi khỏi Trung Hoa. Dài 88 năm, gồm 11 đời vua, kể từ Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt. Bốn đại Hán đầu, từ Thành Cát Tư Hán đến Mông Kha, được Hốt Tất Liệt truy phong miếu hiệu. 11 đại Hán sau, kể từ Hốt Tất Liệt, thực sự là Hoàng đế nhà Nguyên. Thành Cát Tư Hán Thiết Mộc Chân 1206-1227, miếu hiệu Nguyên Thái Tổ. Hoa Khoát Đài 1227-1241, miếu hiệu Nguyên Thái Tông. Quý Do 1246-1248, miếu hiệu Nguyên Định Tông. Mông Kha 1251-1259, miếu hiệu Nguyên Hiến Tông. Hốt Tất Liệt 1259-1294, miếu hiệu Nguyên Thế Tổ. Thêm 10 đời Đại Hán nữa, 1294-1368. 8. Nhà Nguyên mở mang bờ cõi nhưng thất bại. Triều đại Mông Cổ cai trị Đại Hán quốc ở phương Đông xưng là nhà Nguyên, 1280-1368. Nhà này, dưới đời Đại Hán Hốt Tất Liệt, 1259-1294, nhiều lần định mở mang thêm bờ cõi, nhưng đều thất bại. Những đời Đại Hán sau Hốt Tất Liệt đành bằng lòng với việc cai trị người Tàu, hưởng thụ sự sang giàu của nước Tàu, không nghĩ đến việc chinh chiến nữa. Rồi các Đại Hán càng về đời sau càng hèn kém. Người Tàu có câu cửa miệng Bắc Mã Nam Chu, phương Bắc giỏi về cưỡi ngựa và phương Nam giỏi về chèo thuyền. Suy rộng ra, người phương Bắc giỏi về kỵ chiến và người phương Nam giỏi về thủy chiến. Những lần Hốt Tất Liệt đánh sang các nước chung quanh đều bị thất bại, và đều thất bại vì thủy chiến. Chúng tôi điểm qua về những cuộc viễn chinh này. Đánh Nhật Bản lần thứ nhất, năm 1274, Hốt Tất Liệt dùng thuyền mang quân từ Triều Tiên sang đánh Nhật Bản. Đoàn chiến thuyền gặp báo lớn, đắm rất nhiều. Dân Nhật tin là được trời giúp, gọi trận báo ấy là Kamikaze, thần phong, gió thần. Các nhà khảo cổ học Nhật Bản đã lặn xuống đáy biển nơi đoàn chiến thuyền Mông Cổ bị đắm cách nay hơn 7 thế kỷ, vớt lên những tàn tích để nghiên cứu. Họ có hai nhận xét chính. Thứ nhất là thuyền đóng bằng những loại gỗ mà nước Nhật không có. Như thế có nghĩa là những chiến thuyền Mông Cổ được đóng ở những nơi khác, nhiều khả năng là đóng ở Triều Tiên. Thứ hai là lỗ cắm cột buồm không được khít, không ôm chắc lấy cột buồm nên khi thuyền gặp sóng to gió lớn là cột buồm lung lay dễ gãy và thuyền cũng bị đảo mạnh dễ đắm. Nhận xét này cho phép chúng ta nghĩ gì? Người Triều Tiên nổi tiếng là những nhà đóng thuyền giỏi vào bậc nhất Đông Á. Từ thời cổ, họ đã có khả năng đóng những chiến thuyền vừa to vừa dài. Phía trên là mặt bằng dùng làm nơi chiến đấu, phía dưới là nơi những tay chèo đẩy mái chèo để thuyền di chuyển, giống như những chiếc ga le xưa ở biển Địa Trung Hải. Nhưng những nhà đóng thuyền Triều Tiên không đóng thuyền cho thủy quân của tổ quốc họ mà cho thủy quân của Mông Cổ là bọn thống trị họ. Làm sao mà họ có thể đem hết tài năng ra chế tạo cho được những chiến thuyền thật tốt để vượt biển? Đánh Nhật Bản lần thứ hai, năm 1281, Hốt Tất Liệt lại tấn công Nhật Bản bằng hai đạo, một đạo từ Triều Tiên, một đạo từ Hàng Châu, cùng trực chỉ đảo Cửu Châu. Lần này thủy quân Mông Cổ không gặp bão, nhưng gặp quân Nhật đã phòng thủ sẵn. Quân Mông Cổ vừa đặt chân lên bãi biển, chưa kịp hết say sóng, đã gặp quân Nhật ảo ra tấn công điên cuồng. Với lối đánh cận chiến, cung tên của Mông Cổ trở thành vô dụng, giáo và kích dài trở thành vướng víu khó xoay trở. Trong lúc quân Nhật dùng kiếm chém giết rất tiện lợi trong cuộc giáp lá cà, quân Mông Cổ thua ngay trên bãi biển, tàn quân vội vàng rút xuống thuyền bỏ chạy. Đánh Đại Việt lần thứ hai và đánh Chiêm Thành năm 1253. Sau khi chiếm được nước Đại Lý ở Vân Nam, quân Mông Cổ đánh nước Đại Việt lần thứ nhất năm 1282. Triều đình nhà Nguyên gây sự với Đại Việt, sách nhiễu đủ thứ, đòi cống nhân tài, vật lạ, châu báu, đặt quan đạt lỗ hoa xích, tướng Mông Cổ, có nghĩa là quan trưởng ấn, để giám trị các châu quận. Cho nên vua Trần Thánh Tông 1258-1278 tu binh dụng võ đề phòng. Sứ Mông Cổ là Sải Thung nhũng nhiễu. Vua Trần Nhân Tông 1279-1293 sai chú họ là Trần Di Ái đi sứ. Nguyên bèn lập Ái làm An Nam quốc vương và sai Sải Thung dẫn 1000 quân mang Ái về. Nhân Tông sai quân đón đường đánh, Thung bị bắn mù một mắt, trốn về Tàu, Ái bị bắt phải tội đồ làm lính.
Năm 1284, Hốt Tất Liệt sai con là Thoát Hoan cùng các tướng là bọn Toa Đô, Ô Mã Nhi mang 500.000 quân sang Đại Việt, giả tiếng mượn đường đánh Chiêm Thành. Vua Trần Nhân Tông không thuận, quân Mông Cổ chia làm hai đạo cứ kéo bừa sang. Lục quân do Thoát Hoan đích thân chỉ huy, kéo vào Lạng Sơn. Thủy quân do Toa Đô chỉ huy, từ Quảng Châu vượt biển sang Chiêm Thành, đổ bộ lên bờ biển nay là Quảng Ngãi, Bình Định. Quân Tràm do Hoàng tử Harajit chỉ huy. Harajit cùng mẹ là Hoàng hậu Gaurendra Kusmi lãnh lên cao nguyên Ia Héo Ú, nay gọi là An Khê, mộ được 20.000 người thượng của nhiều sắc tộc Sơn Cước, tổ chức kháng chiến bằng chiến thuật du kích, đêm đêm từ trên núi đánh xuống, gây thiệt hại nặng cho quân Mông Cổ. Toa Đô không làm nên cơm cháo gì, phải bỏ Chiêm Thành, kéo quân ra Nghệ An với ý đồ đánh quân Việt bằng hai mặt. Năm 1288, Harajit lên làm vua, hiệu là Jayasimhavarman III, người Việt gọi là Chế Mân. Năm 1306, ông dâng hai châu Ô và Di làm xính lễ, cưới công chúa Huyền Trân và công chúa về kinh đô Đồ Bàn, được phong là hoàng hậu Paramekvari. Vua Nhân Tông phong cho Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm tiết chế. Ông hội tướng sĩ ở Đông Bộ Đầu, được 200.000 quân thủy bộ. Nhân Tông triệu các bô lão ở Điện Diên Hồng, mọi người đều quyết đánh. Lúc đầu, quân Đại Việt thua ở nhiều nơi và kinh đô Thăng Long cũng thất thủ. Năm sau, quân Đại Việt lợi dụng vùng châu thổ Bắc Việt sông ngòi chằng chịt, thắng liên tiếp nhiều trận thủy chiến như Hàm Tử, do Trần Nhật Duật và Trần Quốc Toản chỉ huy, phá được quân của Toa Đô, Trương Dương, do Trần Quang Khải và Phạm Ngũ Lão chỉ huy, khôi phục lại Thăng Long, và nhất là Tây Kết, do Trần Hưng Đạo đích thân chỉ huy, Toa Đô bị giết, Ô Mã Nhi trốn thoát về Tàu, để rồi kết liễu bằng trận Vạn Kiếp, do Trần Hưng Đạo chỉ huy, cùng các tướng Nguyễn Khoái, Phạm Ngũ Lão, Thoát Hoan trốn về Tàu, Lý Hằng, Lý Quán bị bắn chết. Đánh Đại Việt lần thứ 3, năm 1281, sau khi thua Nhật Bản lần thứ 2, nhà Nguyên đang chuẩn bị đánh Nhật Bản lần thứ 3 thì xảy ra việc thua Đại Việt năm 1285. Nhà Nguyên hoãn việc đánh Nhật Bản, quay sang chuẩn bị đánh Đại Việt lần thứ 3, đóng thêm 300 chiến thuyền, tụ tập quân các tỉnh Giang Hoài, Hồ Quảng, Giang Tây, theo đường Châu Khâm, Châu Liêm đánh báo thù. Năm 1287, Thoát Hoan cùng các tướng A Bát Xích, Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi, phản tiếp, đem 300.000 quân giả danh đưa người tôn thất nhà Trần là Ích Tắc về nước. Tướng Trương Văn Hổ tải lương theo đường biển. Ngay từ đầu, Trần Khánh Dư cùng Yết Kiêu, Giá Tượng đã cướp được những thuyền lương của địch trong trận Vân Đồn. Trương Văn Hổ trốn về Tàu, quân Nguyên nao núng. Năm sau, trận Bạch Đằng nổi tiếng diễn ra. Lòng sông bị cắm cọc, thuyền địch to nặng vướng phải cọc đổ ngả nghiêng. Các tướng địch Ô Mã Nhi, Phan Tiếp, Tích Lệ, Cơ Ngọc bị bắt. Quân Việt lấy được hơn 400 thuyền. Thoát Hoan dẫn bộ binh đến ải Nội Bàng gặp Phạm Ngũ Lão. Đi đến ải Nữ Nhi và núi Kỳ Cấp lại gặp phục binh bắn tên Tầm Thuốc Độc, A Bát Xích, Trương Ngọc tử trận. Cuối năm ấy, Đại Việt lại thông sứ với nhà Nguyên để giữ hòa khí, tránh việc binh lừa. Đánh Java trong quần đảo Nam Dương năm 1293, quân Mông Cổ từ Hàng Châu đi thuyền xuống đánh đảo Java, nhưng bị thua ngay khi mới đặt chân lên bờ biển, còn đang bị say sóng trăng. Từ đấy, người Mông Cổ chỉ lo việc cai trị người Tàu, không còn chí chinh chiến mở thêm bờ cõi nữa. 9. Đế quốc Mông Cổ và bán đảo Triều Tiên. Từ rất sớm, vua Hán Vũ Đế, năm 140 đến năm 86, đã chinh phục bán đảo Triều Tiên, lập ra 4 quận. Mỗi khi Trung Nguyên mạnh lên thì người Tàu lại tìm đủ mọi cách chinh phục xứ sở buổi sáng yên tĩnh này. Và mỗi khi Trung Nguyên suy yếu hoặc loạn lạc thì người Triều Tiên lại nổi dậy giành tự chủ. Về sau, bán đảo này độc lập, nhưng chia làm 3 nước: Cao Câu Ly ở miền Bắc, Tân La ở miền Đông Nam và Bách Tế ở miền Tây Nam. Nước Cao Câu Ly có lãnh thổ là Bắc Bộ bán đảo và lấn sang miền nay là khu tự trị Yên Biên trong tỉnh Cát Lâm của Mãn Châu, kinh đô là Bình Nhưỡng. Trong 3 nước thì nước Cao Câu Ly có lãnh thổ lớn hơn cả, có nền văn minh cao hơn cả, có nếp sinh hoạt cũng phồn thịnh hơn cả. Từ năm 668, bán đảo bị người Tàu đô hộ một thời gian. Năm 1215, thành Cát Tư Hán Hạ được thành trung đô của nước Kim, đốt phá, cướp bóc, giết người, hãm hiếp khủng khiếp. Cao Câu Ly khiếp sợ, xin triều cống Mông Cổ, được ưng thuận. Năm 1225, bên Đại Việt có biến cố lớn, nhà Trần cướp ngôi nhà Lý. Người tôn thất nhà Trần là thủ độ rất nham hiểm, tìm đủ mọi cách thủ tiêu tôn thất nhà Lý. Năm sau, một hoàng tử nhà Lý là Lý Long Tường,
con thứ 6 của vua Lý Anh Tông và em vua Lý Cao Tông Long Cán, cùng với người họ là Đông Hải Công Lý Quang Bật vào nơi thờ vua Lý Thái Tổ là Miếu Nam Bình, đem hết đồ thờ chạy đến Bến Vân Đồn ở Quảng Yên, vượt biển, cập bến Phú Lương Giang, nay đổi tên là Nac Nay Go. Bến của khách Viễn Phương có mang đồ thờ, thuộc đảo Sương Lân, quận Khang Linh, tỉnh Hoàng Hải, ở đông bắc bán đảo, tị nạn. Vua Cao Câu Ly là Cao Tông phong cho ông tước Hoa Sơn Quân, cấp cho đất ở Trấn Sơn, huyện Bồn Tân, tỉnh Hoàng Hải. Ông cưới vợ người Cao Ly, được hai con, đều làm quan trong triều. Năm 1233, vua Mông Cổ là Oa Khoát Đài Hạ được kinh đô khai phong của nước Kim. Quân Mông Cổ tràn qua sông Áp Lục, đánh xuống Bồn Tân, bị Hoa Sơn tướng quân Lý Long Tường và Đông Hải quân Lý Quang Bật đánh cho đại bại. Năm 1253, vua Mông Cổ là Mông Kha sai em là Hốt Tất Liệt mang quân đi đánh nhà Tống. Có một đạo quân tách ra đánh xuống bán đảo Triều Tiên. Khi đạo quân này tiến đến Bồn Tân thì Hoa Sơn tướng quân đang bị thương. Nhưng được hai con là Lý Cán và Lý Nhất Thanh giải nguy và còn thắng quân địch nữa. Vua Cao Tông của nước Cao Câu Ly nhớ ơn Lý tướng quân, cho xây thủ Hàng Môn. Ở đó có bia ghi sự tích Hoa Sơn tướng quân, anh hùng Cao Ly nhưng không quên mình là người Đại Việt. Trên đỉnh núi Quảng Đài Sơn có vọng quốc đàn, nay gọi là vọng cố hương. Có một tảng đá gọi là Việt Thanh Nham để Lý tướng quân ngồi ngóng về quê cũ. Năm 1953, chiến tranh Triều Tiên xảy ra, chi chính của dòng họ Lý, gồm 200 gia đình chạy xuống Hán Thành của Đại Hàn, Nam Cao. Vào thập niên 60, chính phủ Đại Hàn đã dựng tượng Lý tướng quân, còn gọi là Bạch Mã tướng quân, trên đường từ phi trường đến Hán Thành. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua, chính phủ Đại Hàn có gửi một sư đoàn thiện chiến sang tham dự, đó là sư đoàn Bạch Mã lừng danh. Năm 1994, hậu duệ đời thứ 25 của ngài là Lý Xương Căn có về làng Đình Bảng, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thăm quê cha đất tổ. Năm 1392, bán đảo Triều Tiên thống nhất dưới triều Đại Lý. Đầu thế kỷ thứ 17, bán đảo lại là chư hầu của Trung Hoa. Từ năm 1894, nơi đây là sân khấu của sự tranh chấp giữa Tàu và Nhật, rồi Tàu bị lép vế, mất hết quyền hành. Năm 1910, bán đảo Triều Tiên bị quân đội Thiên Hoàng chiếm đóng. Mãi đến năm 1945 Nhật Bản đầu hàng đồng minh thì Triều Tiên mới được giải phóng, nhưng lại bị chia đôi, miền Bắc, Bắc Cao, dựa vào Liên Xô và miền Nam, Nam Hàn, dựa vào Hoa Kỳ. Từ năm 1950 đến năm 1953, nội chiến xảy ra khốc liệt. Ngày nay, khu tự trị Yên Biên nằm trong lãnh thổ Trung Quốc, chỉ có khoảng 1 triệu dân. Văn hóa khác hẳn văn hóa Tàu, thế mà người Tàu cứ nhận bừa là của mình. Sử gia E.L. Hoku của Đại học Hán Thành nhân dịp này đã phát biểu: người Tàu từ xưa thường hay dùng lá bài văn hóa người Hán để thôn tính các nước lân cận như họ đã làm tại Tây Tạng, Tân Cương. Nay họ đang có tham vọng biến vùng Đông Bắc Á thành một tỉnh của họ. Trung Quốc sợ vùng này đòi ly khai rồi trở lại với Triều Tiên thống nhất nên đã nhận vơ nền văn hóa Cao Câu Ly là của mình để dễ đồng hóa. Việc này đang bị cả Bắc Cao lẫn Nam Hàn, cả Nhật Bản nữa, phản đối. Một chính khách Nam Hàn đầu năm 2004 kêu gọi các dân tộc Triều Tiên, Mông Cổ, Mãn Châu, Tân Cương, Tây Tạng, Việt Nam, hãy đoàn kết chống hiểm họa Tàu. Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua một chương trình thú vị và đầy ý nghĩa tại audiobook Tinh Hoa Nhân Loại. Hy vọng rằng những câu chuyện và triết lý chúng tôi chia sẻ đã mang đến cho quý vị những trải nghiệm thú vị, sự hiểu biết sâu sắc và những bài học cuộc sống quý báu. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự lắng nghe và đồng hành của quý vị trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của audiobook Tinh Hoa Nhân Loại. Đừng quên tiếp tục khám phá, học hỏi và chia sẻ những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Chúc quý vị có những giây phút thú vị và tràn đầy năng lượng. Tạm biệt và hẹn gặp lại.